Vâng, xin chào Châu Đoàn Pháp. Đây là trận đấu thứ hai mà Châu Đoàn Pháp ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại sân chơi World Cup. Châu Đoàn Pháp có thể chia sẻ về cảm xúc của mình lúc này? Dạ, cảm xúc của em đang rất là vui và hạnh phúc khi đã ghi bàn để giúp đội vào vòng 1/8 của vòng chung kết World Cup. Hai trận đấu liên tiếp thì Pháp đều ghi bàn với những cú sút rất căng. Pháp có thể chia sẻ cái bí quyết để mà mình có những pha dứt điểm hóc hiểm như vậy? Dạ, là do những buổi tập luyện hàng ngày sẽ giúp chúng ta có thể được lực sút như thế. Là một cầu thủ trẻ, năm nay Châu Đoàn Pháp sinh năm 1999, thì Pháp có tự tin rằng là trước mỗi trận đấu thì em có đặt ra một cái mục tiêu là mình sẽ ghi bàn không? Dạ, trước mỗi trận đấu đặt ra mục tiêu là sẽ chơi hết mình, cái gì đến nó sẽ đến với mình. Nhiều người rất khen ngợi Châu Đoàn Pháp là lối chơi tự tin và rất là kỹ thuật và dứt khoát. Thì Châu Đoàn Pháp muốn gửi gắm điều gì đối với người hâm mộ ở quê nhà? Dạ, bàn thắng này em xin dành cho những người hâm mộ quê nhà và gia đình của em. Trong trận đấu ngày hôm nay thì đâu là cái thời điểm mà Châu Đoàn Pháp cảm thấy khó khăn nhất trước Cộng hòa Séc? Dạ, là khi họ chơi power play, họ áp đảo chúng ta. Trước trận đấu này thì Châu Đoàn Pháp có chịu áp lực không khi mà chúng ta bị đánh giá thấp hơn đối thủ Cộng hòa Séc? Dạ, cũng áp lực một phần thôi, nhưng vô sân thì không còn nữa. Trong buổi họp trưa nay thì khi xem clip mà những cái lời chúc từ quê nhà thì Châu Đoàn Pháp đã khóc, thì lúc đấy thì Châu Đoàn Pháp nghĩ sao về cái cảm xúc và thứ hai là cái động lực của em khi ra sân thi đấu? Dạ, em hơi xúc động xíu vì có mẹ mình chúc mình, đó cũng là một động lực đối với em. Khi mà Châu Đoàn Pháp khóc ấy, thì cái tinh thần và cái sự quyết tâm có được nhân đôi lên hơn 100% không? Dạ có, lúc đó em nghĩ về gia đình của mình. Trong nhìn lại cái vòng bảng vừa qua thì Châu Đoàn Pháp có thể nói về những cái điểm mà em cảm thấy đội tuyển chúng ta đã đạt được ngoài cái điểm số ra? Dạ, đó là tinh thần chiến thắng và đoàn kết. Gặp một đối thủ mạnh như Cộng hòa Séc thì Châu Đoàn Pháp có run sợ trước cái sức mạnh của họ? Dạ không, vì toàn đội đoàn kết và đó là động lực để em chiến đấu. Xin cảm ơn Châu Đoàn Pháp. Yeah.